Chuột xa hũ nếp, bốn tuổi chúng vận giàu sang, tiền bạc phủ phê, tiêu hoài không hết giữa tháng 6 tuổi tí. Là người mạnh mẽ và cực kỳ sáng tạo, tuổi tí lúc nào cũng kiên nhẫn và tập trung mày mò cách làm mới. Chính vì vậy, con giáp này rất phù hợp để làm các công việc liên quan đến nghệ thuật. Bên cạnh đó, họ cũng là con giáp hướng ngoại, cởi mở và giỏi giao tiếp nên không khó để tuổi tí nhận được sự yêu mến từ những người xung quanh. Giữa tháng 6, nhờ nhận lộc từ trên trời rơi xuống mà tuổi tí có sự nghiệp thăng hoa, tiền tài rủng rỉnh. Với tuổi tí làm công ăn lương, ngoài tiền lương cố định, họ còn nhận thêm một vài khoản thưởng hậu hĩnh nhờ những đóng góp tích cực trước đây. Tuổi Tỵ, có lẽ vì là người thật thà, chăm chỉ và tốt bụng nên tuổi Tỵ thường xuyên gặp may trên con đường sự nghiệp của mình. Nhờ tạo được niềm tin và uy tín với khách hàng, cấp trên mà con giáp này liên tục giành được hợp đồng quan trọng. Không chỉ nhận được sự đánh giá cao từ lãnh đạo, người tuổi Tý còn được đồng nghiệp xung quanh khâm phục. Sẽ không quá lời nếu nói khoảng thời gian giữa tháng 6 là cơ hội vàng để tuổi tỵ phát triển sự nghiệp khi họ làm gì cũng hanh thông, thuận lợi. Nhờ may mắn hết phần thiên hạ mà con giáp này đón nhận nhiều niềm vui trong con đường công danh sự nghiệp của mình. Nếu tiếp tục phát huy được ưu điểm, không khó để tuổi tỵ có cơ hội tăng lương thăng trước thời gian tới. Tuổi ngọ Không chỉ là người sống chỉnh chu và mẫu mực, người tuổi ngọ còn có bản tính lương thiện, lúc nào cũng sống khiêm tốn, thật thà và hiếm khi làm mất lòng người xung quanh. Cũng vì sự tử tế này mà tuổi ngọ dễ bị tiểu nhân lợi dụng và hãm hại. Do đó, con giáp này cần đề phòng và không nên giao những công việc quan trọng cho người mà họ không thực sự tin tưởng. Từ giữa tháng 6, nhờ được thần tài nhả vía mà cuộc sống của người tuổi ngọ có phần thoải mái, dễ chịu hơn. Đây là thời điểm lý tưởng để con giáp này tìm kiếm cho bản thân một công việc tay trái để gia tăng thu nhập. Chỉ cần tuổi ngọ chăm chỉ và phát huy được khả năng sáng tạo của mình, họ sẽ nhanh chóng kiếm được bội tiền. Tuổi mùi nổi tiếng là người sống phóng khoáng, tự do nhưng tuổi mùi luôn biết vị trí của bản thân ở đâu. Nhờ tinh thần biết mình là ai này mà con giáp này luôn nỗ lực để đạt được thành tích tốt nhất trong chuyện học hành hay phát triển sự nghiệp. Bên cạnh đó, tuổi mùi cũng là người chăm chỉ, cẩn thận nên mỗi khi giao việc cho họ, cấp trên thường rất yên tâm và tin tưởng. Thời điểm giữa tháng 6, con giáp này sẽ có thêm vô số cơ hội tốt để thể hiện năng lực làm việc. Với tuổi mùi làm kinh doanh, họ có thể nhận được một vài lời rủ dê tham gia đầu tư mạo hiểm. Tuy đây đều là những dự án có khả năng sinh lời cao nhưng con giáp này không nên vội vàng, họ cần tham khảo ý kiến của người có kinh nghiệm để tránh rơi vào cảnh tiền mất tật mang. Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.